Hello, xin chào bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị và group Ăn Ngon Nấu Khéo. Mình tên là Nguyễn Hoàng Vương. Mình là tổng bếp trưởng của Resort Rừng Hoa và cố vấn chuyên gia cho Resort Eden Sea. Như các bạn cũng đã biết là trong mùa Tết thì thực phẩm luôn có rất là đa dạng và các bạn luôn sẽ bị ngấy với lại những cái món mà thông thường. Nhưng mà hôm nay Vương sẽ giới thiệu các bạn một món gọi là khô bò theo kiểu gia đình truyền thống nhưng mà không cần dùng lò nướng. Tất cả nguyên liệu hôm nay là Vương đang giới thiệu các bạn rất là dễ tìm và dễ làm, gồm có là nghệ, ớt bột, mật ong, sả bằm, ngũ vị hương, bột cà ri, nước mắm, dầu hào, màu điều, ớt, tỏi, hành tím và gừng. Đi kèm nó không thể thiếu, đó là thăn bò. Thì nguyên liệu tất cả hôm nay đang có sẵn trên tất cả các chợ hoặc là các siêu thị và các tạp hóa, các bạn rất là dễ tìm. Thì hôm nay Vương sẽ giới thiệu các bạn hai món. Thì món đầu tiên là món gỏi bột khô bò. Vương sẽ làm như thế này. Mình sử dụng là thăn bò. Mình sẽ sử dụng thăn bò nhưng mà mình sẽ cắt ngược, bị ngược sớ nó. Mình cắt tầm cỡ như 1mm. Cắt ngược sớ để làm gì? Để sau khi chúng ta xé thì nó sẽ theo sợi. Công thức của khô bò rất là đa dạng nhưng mà hiện tại Vương đem công thức này đến cho các bạn rất là dễ làm. Sau khi các bạn cắt, các bạn sẽ được thấy là phần bò nó bị ngược sớ như thế này. Khi mà các bạn áp chảo nướng lên hoặc là áp hay là làm như thế chín, các bạn sẽ xé sợi, nó sẽ đi theo từng tầng sợi. Và các bạn muốn thơm, ngon, mềm thì các bạn sử dụng bằng búa đập. Nhưng mà tôi nghĩ là trong các bạn trong cái gian bếp thì cũng sẽ thiếu một số đồ. Thì cái mẹo như thế này, mình sẽ chợ cán dao, không có búa đập mình sẽ sử dụng cán dao. Ok, xong. Cái này các bạn sẽ sử dụng trong vòng bảo quản trong vòng từ 10 tới 15 ngày trong tủ lạnh. Thì khô bò thì như theo các bạn hiểu, khô bò thì nó bắt buộc nó phải khô nhưng mà tôi làm thì nó sẽ dẻo và nó sẽ có vị thấm, bị ướt ở trong. Và các bạn thấy hiện tại tôi đang có sử dụng trong cái gia vị này là có cái mật ong. Lý do tôi tại sao tôi sử dụng mật ong bởi vì mật ong nó có vị ngọt thanh, không phải ngọt theo cái kiểu hóa học. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong. Và cái công đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ bật chảo để nóng mà không sử dụng dầu. Chúng ta sẽ lấy cái mặt khô của nó trước. Thì các bạn bật lửa thì tầm cỡ như cho 2 phút cho cái chảo nó thật là nóng để cho nó cái giữ cái độ bò nó có màu và nó có mùi. Đầu tiên, chúng ta sẽ không sử dụng bằng dầu nha các bạn. Ok, thì chúng ta sẽ áp chảo. Để làm gì? Để lấy dấu trước. Ok, như các bạn đã thấy, cái màu hiện tại nó đang bị chảy, nó đang rất là có cháy màu. Cái điều tôi muốn hiện tại đang để lấy màu của cái miếng bò này.
Trong miếng bò, sau khi chúng ta áp chảo nó sẽ có ra rất là chảy nước rất là nhiều, nên các bạn cứ để lửa bình thường, đừng hạ nhiệt nó. Chúng ta áp chảo khoảng như 50%. Lát này chúng ta sẽ chuẩn bị chế biến cái phần công đoạn. Món này các anh chị rất là dễ làm và dễ tìm thấy nguyên liệu, nên tôi nghĩ là khi mà các bạn xem clip này thì ai cũng có thể làm được. Mỗi gia đình họ sẽ đầu tư theo căn bếp mình, theo cái điều kiện và cái sở thích của mình, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không hoàn thiện lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn có niềm đam mê nấu ăn thì tôi nghĩ các bạn sẽ nghĩ ra những cái ý tưởng rất là hay. Ok, xong là món. Chúng ta sẽ gấp ra để nguội. Tiếp tục áp chảo phần thịt còn lại. Các bạn biết lý do tại sao tôi không bỏ dầu không? Bởi vì bỏ dầu vô nó sẽ chạy cái miếng thịt và nó không có mùi, nó sẽ không có cái vị, nó sẽ không có cái có cái dấu lằn mà nó sẽ dính vô dầu, nó bị bóng, cái thịt nó sẽ không còn gọi là khô bò nữa. Bởi vì khô bò nó phải khô, tất cả không dầu, không có được cái vị bóng nữa. Rồi, quá tuyệt vời, nghe mùi rất là thơm luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta tắt lửa, chúng ta sẽ để cho nó nguội, lát nữa rồi chúng ta sẽ xé đi kèm song song đó. Ok, xong công đoạn thứ nhất. Công đoạn thứ hai, chúng ta sẽ chuẩn bị pha sốt. Vương sẽ giới thiệu các bạn sử dụng bằng muỗng và định lượng cho nó dễ thế nào. Hiện tại trong này Vương sẽ dùng nửa ký thịt bò thăn. Bây giờ chúng ta sẽ có như thế này, nửa muỗng, một muỗng nhé, một muỗng đầy, một muỗng lưng thôi bột nghệ, một muỗng cà phê, ai ăn cay thì các bạn cứ bỏ thêm thôi, 2 muỗng ớt bột. Tết trên tay tôi hiện tại là ngũ vị hương. Nếu các bạn không kiểm soát được cái ngũ vị hương và cái bột cà ri, nó sẽ dậy cái mùi và gây người ăn rất là khó chịu, nên tôi sẽ đánh này, một muỗng bột ngũ vị hương và nửa muỗng bột cà ri. Ok, tiếp theo là mắm. Tôi sẽ dùng 2 muỗng nước mắm. Tiếp theo là dầu hào. Dầu hào nó tạo cái sự cân bằng, nó tạo sự cân bằng có thể. 1 muỗng nhé. Và muốn tạo cái màu đẹp thì các bạn cần phải có thêm màu điều. Tôi sẽ cho 2 muỗng màu điều để tạo màu lên. Đi kèm của nó là không thể thiếu là sả. Tôi sẽ cho 2 muỗng sả nhé. Như nãy tôi đã nói, mật ong. Mật ong, lý do tại sao tôi sử dụng mật ong, bởi vì mật ong là nó cái vị rất là thanh, nó sẽ không ngọt gắt. Mình sẽ dùng 2 muỗng mật ong. Làm thêm gừng nhé các bạn, mình có gừng này.
Sau khi chúng ta băm nhuyễn gừng, chúng ta sẽ bỏ hành tím và tỏi vào. Ok, tiếp tục là hành tím. Hành tím thì Vương sẽ sử dụng toàn là 200g. Tiếp tục là tỏi, tôi sẽ dùng 100g. Sau khi chúng ta chuẩn bị được một phần loại sốt rất là đặc biệt như thế này thì theo Vương nghĩ là gia giảm của mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau. Như hiện tại của Vương, Vương ăn rất là ngon rồi, mùi rất thơm. Ồ, quá tuyệt vời, dậy mùi. Rồi tiếp tục là công đoạn là xé bò. Đây như các bạn thấy, lý do tại sao Vương không sử dụng chín, chín bò nó sẽ bị mất nước. Ngày Vương chỉ áp dụng được khoảng như 40-50% là gia vị chín. Tiếp tục là công đoạn xé bò. Đây. Các bạn thấy miếng bò khô như thế nào? Nó vẫn còn ướt ở trong, bởi vì mình sẽ gọi là khô bò xé dẻo thì nó phải dẻo ở trong. Chúng ta sẽ bỏ vô đây. Những ngày cận Tết như thế này, các anh chị có thể ra ngoài chợ mua 1-2 kg thịt bò đó, và chỉ cần bỏ tím 1 tiếng đồng hồ ra, mình sẽ có một món ăn rất là ngon và cho phù hợp gia đình. Như thế này các bạn có thể là mua bò về, Tết nhất thì mình tới từng nhà thì mình cũng có thể là mình tặng quà cho họ. Nhưng mà Vương nghĩ nếu mà một món quà như thế này về ý nghĩa do công sức mình làm, mình có bánh chưng, một cái cá bánh chưng, một món quà đó, hay là một cái gọi một ký khô bò này, rất là đến với người mà chủ nhà thì rất là, mình nghĩ rất là cũng điều rất là tuyệt vời, và họ sẽ trân trọng về món quà này, bởi vì tất cả đều gọi là bằng công sức mình hết. Các bạn thấy không, khô bò Vương xé ra rất là tơi mà nó vẫn còn máu trong nha, bởi vì nếu mà mình xé chín quá đến lúc mình lát nữa mình sẽ rang thêm một lần nữa, mình sẽ xào thêm một lần nữa thì nó sẽ khô hẳn, gọi là cứng. Tới lớp người ăn họ sẽ cảm nhận được cái vị cứng, rất là cứng, thì không còn gọi là khô bò xé dẻo nữa.
sau khi trong khi các bạn xé bò, các bạn sẽ gặp được những cái mỡ của bò, thì các bạn nên lưu ý là các bạn bỏ đó, đừng tiếc mà lấy lại. Bởi vì các bạn biết sao, khi mà các bạn bỏ trong cái mỡ nó vô trong tất cả cái xào nấu hay là kiếp lại, nó sẽ ra một cái chất gọi là ẩm, giữ ẩm, thì nó gây nó không bảo quản được lâu và nó sẽ không ngon. Và cái cảm giác người ăn vô cần cái mỡ nó sẽ dai, thì nó mất cái vị hoàn toàn. Sau khi Vương xé sợi xong rồi, Vương sẽ sử dụng một cái tô sốt thế này. Lý do Vương không chỉ trộn chung vô trong bò với loại sốt, bởi vì nếu mà trộn chung nhiều quá thì nếu mà vượt cái số lượng bò mà vượt qua cái sốt, nó sẽ bị mặn và nó mất cái ngon của khách, của người ăn. Bây giờ Vương sẽ múc riêng ra. Cái sốt này các bạn có thể sử dụng cho một bò khác được. Nó là kia tiếp theo cùng một vị. Okay. Cũng có bò khô mà sẽ để tản và cũng có bò khô mà xé sợi. Hiện tại Vương đang làm bò khô xé sợi. Bà Vương sẽ ướp cái này trong vòng 4 tiếng, bỏ tủ mát nhé các bạn. Ok, sau khi mà Vương trộn đều xong, Vương sẽ bỏ màng bọc lại, cover lại màng bọc, sau đó bỏ trong tủ mát trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Sau Vương sẽ lấy ra và Vương sẽ tơi cho nó thơm, xào lại một lần nữa cho nó chín. Ok, sau khi mà chuẩn bị được 4 tiếng, mình bỏ trong tủ mát 4 tiếng thì mình sẽ lấy ra. Wow, quá tuyệt vời. Chúng ta sẵn sàng bỏ bếp ra nhé. Và cái lần này bếp nó sẽ không còn để lửa lớn nữa, mà chúng ta sẽ để lửa nhỏ để tao cái vị nó từ từ nó chín từ từ, chứ không phải là xào một lửa lớn giống như mà a la carte. Sau khi giữ chảo để cho nóng, bắt đầu thì chúng ta sẽ hạ nhiệt xuống. Món bò này thì mỗi năm Vương đều làm cho gia đình ăn và gửi tặng các bạn bè, người thân, thì họ đều nhận được những cái đánh giá rất là hài lòng của mọi người. Ok, chúng ta sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Bắt đầu chúng ta tao thôi. Và cái điều đặc biệt, chúng ta sẽ không sử dụng bằng dầu. Tất cả sẽ không sử dụng bằng dầu nhé các bạn. Wow, thơm quá. Chúng ta lưu ý nên nhớ đảo đều tay, nếu không là một chỗ, nếu mà để nguyên một chỗ nó sẽ bị cháy. Khi một món ăn được đưa đến người dùng thì còn có ba yếu tố. Thứ nhất là thơm, thứ hai là đẹp, thứ ba là ngon. Đẹp là như thế nào? Đẹp là màu sắc. Ngon là ngon, ngon là cảm nhận được người ăn là vừa khẩu vị. Và cái điều cuối cùng
đó là thơm. Thơm là thơm, khi mà các bạn bưng ra một thực phẩm là cái người đầu tiên cảm nhận được là thực khách, thì nó, tất cả nó sẽ được xông vào mũi, người ta sẽ ăn bằng khứu giác trước. Wow, thịt bò càng ngày càng săn rồi các bạn ơi. Lý do tại sao Vương nói các bạn là không thể, không nên sử dụng bằng giò, bởi vì khi các bạn xào bò, trong cái bò nó sẽ ra một cái chất mỡ, mà càng xào thì nó càng ra, thì mỡ cộng với lại dầu ăn thì nó sẽ ra một cái lớp, thì nó rất là đem cho cảm giác người ăn rất là ngấy. Và tiêu chí của Vương hiện tại là đang đem đến cho thực khách là những đồ ăn tươi, ngon, bổ, rẻ và nó có đủ sức khỏe. Và cái xu hướng hiện tại đang hướng tới là mình gọi nôm na là healthy, là thức ăn đầy chất dinh dưỡng. Và các anh chị cũng đã biết hiện nay thực phẩm luôn luôn đa dạng, nhưng mà nhu cầu được đa dạng lên thì con người ta luôn tìm về những cái cội nguồn, giống như là những cái nguyên bản sơ khai, ít sử dụng dầu mỡ. Lý do tại sao ngày xưa ông bà ta nói ông bà ta sử dụng đồ ăn rất là ngon mà không cần sử dụng như dầu hào, bột ngọt hay là hạt nêm mà nấu ăn vẫn nó ngon, thì họ có một cái bí quyết, họ có một cái riêng khác nhau. Thì hiện tại Vương đang đi quay ngược lại, tìm là những cái nguyên bản đó. Ok, một điều lưu ý cuối cùng mà rất là đặc biệt mà quan trọng, khi các bạn nấu, các bạn nên đóng cửa lại, không hàng xóm nó sẽ qua đó, bởi vì nó quá thơm. Và cái điều đặc biệt thế này, thêm một cái nữa nè, khi mà các bạn đãi khách, sợ khách nó không về bởi vì ngon quá xin hết. Đây, ok, xong cái nha các bạn. Sau các bạn hoàn thành thì trên món này đã đầy đủ tất cả các gia vị: chua của chanh, mặn của mắm, ngọt của mật ong, cay của ớt và thơm mùi các gia vị, giống như có ngũ vị hương, bột cà ri, dầu hào, sả, hành tím, tỏi, gừng. Ok, đã hoàn thành một món ăn các bạn. Thì món này các bạn có thể bảo quản trong vòng từ 10 tới 15 ngày trong tủ mát. Sản phẩm đã được hoàn thành. Thì tiêu chí của món ăn thế này: các bạn miếng muốn khô bò, thứ nhất màu phải đẹp, không phải khô theo dạng như mà khô rang, khô róc, mà cái dạng mà còn ướt. Thứ hai, mùi phải thơm, dậy mùi. Và cái điều thứ ba là các bạn được bảo quản rất là lâu. Với nếu mà tôi đã nói là các bạn không nên sử dụng bằng, khi mà các bạn ăn sử dụng bằng đũa, không sử dụng bằng tay, mà nếu mà khi ăn lúc nào thì bóc ra một ít thôi để ăn, không nên sử dụng bằng tất cả hay bóc vô trong cái thành một tô thành phẩm chính. Bởi vì nếu mà các bạn đã sử dụng bằng tay mà các bạn bỏ dư, các bạn đổ vô lại, thì nó sẽ bị gây, bị cái cách bảo quản các bạn sẽ bị giảm lại ngay nhé. Ok, xin mời các bạn. Và món khô bò xé dẻo tới đây đã kết thúc. Vương xin hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo. Số tiếp theo Vương sẽ giới thiệu các bạn món gỏi gà củ kiệu, hướng dẫn các bạn chi tiết nhất có thể những thành phẩm còn sót lại trong gian bếp của mình trong mùa Tết này, và đãi cho người thân những món ăn gọi là thật kỳ thú vị, hấp dẫn và độc đáo. Xin chào và hẹn gặp lại.